Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Nếu như các bạn đang tìm cho mình một cái ứng dụng hay và mạnh mẽ để quay lại màn hình điện thoại của các bạn, thì trong video này, Kiến Thức Dạo sẽ chia sẻ và giới thiệu cho các bạn một cái ứng dụng mang tên là DU Recorder. Thì đây là một cái ứng dụng giúp cho các bạn quay lại màn hình điện thoại khá là mạnh mẽ và rất là thông dụng hiện nay. Thì hiện tại mình đang sử dụng cái ứng dụng này để quay lại những cái video trên kênh của mình cho các bạn xem. Và mình thấy nhiều YouTuber khác làm về chủ đề game cũng đang sử dụng cái ứng dụng này để quay màn hình điện thoại. Thì trong video này mình sẽ chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tải cái ứng dụng này xuống về máy của các bạn. Và phần thứ hai, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn setting cái ứng dụng này để giúp cho các bạn quay video một cách mượt mà và chất lượng video lại sắc nét. Ok, chúng ta bắt đầu nào. Thì để tải được cái ứng dụng DU Recorder về máy thì các bạn chỉ cần vô CH Play và tìm cái từ khóa là DU Recorder. Và mình cũng đã để một cái đường link phía bên dưới phần mô tả video cho các bạn. Các bạn click vào và cài đặt cho tiện. Thì đây là cái ứng dụng mà mình nói tới với các bạn. Các bạn chỉ cần click vào mục cài đặt để tải và cài đặt cái ứng dụng này về máy. Thì cái ứng dụng này có dung lượng là 13 MB. Nó rất là nhẹ nha các bạn. Đấy, tải rất là nhanh. Ok, nó đã cài đặt xong rồi. Bây giờ mình sẽ quay lại và mở cái ứng dụng này lên cho các bạn xem. Và đây là cái ứng dụng mà mình vừa mới tải về. Bây giờ mình sẽ mở lên. Thì để vào cái ứng dụng này thì các bạn chỉ cần click là bạch nè. Cho phép hiển thị ứng dụng trên cái ứng dụng khác. Quay lại nè. Và click cho phép để cấp quyền cho nó. Ok. Và đây là cái mục phần giới thiệu của nó các bạn. Ok, chúng ta đã làm xong hết những cái bước thủ tục bước đầu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn setting cái ứng dụng này để giúp cho các bạn quay màn hình điện thoại một cách mượt mà sắc nét và không bị lag nữa. Thì đầu tiên các bạn click vào cái mục bánh răng ở phía trên đầu đó các bạn. Để vào mục setting nha. Thì bước đầu tiên các bạn cần kích hoạt cho mình những cái tính năng sau. Thì đầu tiên các bạn cần kích hoạt và cho phép cái ứng dụng này quay màn hình điện thoại của bạn. Các bạn chỉ cần click vào hai cái mục. Đầu tiên là cái mục là chúng tôi khuyến nghị bật truy cập thông báo nè, để tăng tốc độ ổn định nè. Các bạn click vào. Sau đó các bạn bật nó lên. Tích và bật nó lên nè. Ấn cho phép. Ok. Và cái mục thứ hai là kích hoạt tính năng truy cập sử dụng để cho phép nó cung cấp hướng dẫn khi cần. Các bạn cũng bật cái này lên. Click vào cái ứng dụng nè. Và cho phép quyền truy cập nè. Để quay cái màn hình điện thoại của bạn. Sau đó các bạn thoát ra. Ok, xong rồi thì các bạn quan tâm cho mình đến ba mục rất là quan trọng. Đầu tiên đó chính là độ phân giải video, chất lượng video và cái mục là FPS. Đó. Thì độ phân giải video thì các bạn có thể chọn ở mức cao nhất hoặc là ở mức 720 cũng được. Ở đây thì mình chọn mức cao nhất nha các bạn. Ở cái mục chất lượng video thì tùy vào cấu hình điện thoại của các bạn thì các bạn chọn cái mục nào tương thích. Thì mình thường quay những video mà chất lượng vừa phải và không cần sắc nét đến mức cao lắm thì mình chỉ để ở mức là 83 pixel thôi nha các bạn. Các bạn đã chọn ở mức 83 pixel được rồi. Xong rồi ở mục FPS thì ở đây thì FPS là cái gì? Thì cái độ ghi hình, số hình trong một giây. 60 FPS có nghĩa là
nó sẽ quay 60 hình trên 1 giây. Thì lúc đó video của bạn sẽ rất là sắc nét. Đồng thời thì dung lượng của video cũng rất là cao. Thì mình đang sử dụng ở mức FPS ở mức 25 thôi nha các bạn. 25 là cũng nhìn thấy rất là ok rồi. Đó, mình khuyên các bạn cũng nên sử dụng ở mức 25 thôi là được rồi. Ok, như vậy là xong 3 mục rất là quan trọng và rất là cơ bản. Thì ở những cái mục khác như là hướng video thì các bạn chọn ở chế độ tự động nè. Ghi âm thì các bạn, nếu như các bạn muốn ghi âm giọng nói thì các bạn có thể bật lên. Vị trí video thì các bạn để chế độ mặc định. Chế độ ghi hình thì các bạn chọn ở mức tiêu chuẩn. Và ở cái mục là lắc điện thoại để dừng ghi thì các bạn nên tắt nó đi. Nếu như các bạn quay lại màn hình mà tránh cái trường hợp mà nó bị tắt đột ngột á thì các bạn nên tắt cái chế độ này đi. Chế độ đếm ngược thì mình để ở chế độ là 3 giây. Tiếp tục ghi hình khi tắt máy nè. Tùy theo nhu cầu của các bạn thì các bạn bật cái chế độ này lên. Dừng ghi khi có cuộc gọi đến. Đó. Và ở trong cái mục là công cụ ghi hình. Công cụ ghi hình nè. Thì có cái chức năng là chụp màn hình. Thì cái chức năng này là giúp cho các bạn có thể đang quay video, các bạn có thể ấn cái nút cái hình logo này các bạn. Đó. Cái hình máy ảnh nè để chụp lại cái màn hình điện thoại của bạn. Nó rất là tiện. Các bạn thích thì các bạn có thể bật lên hoặc là chế độ máy ảnh. Ở cái chế độ này nếu như các bạn muốn quay lại cái mặt của mình luôn thì các bạn bật cái chế độ này lên. Đó, thì như các bạn thấy mặt của mình kìa. Mình đang quay video cho các bạn. Nếu như các bạn thích thì các bạn có thể bật cái chế độ máy ảnh lên. Và cái mục là hiện đường chạm tay, như là cái hình tròn mà xuất hiện trên cái màn hình điện thoại của mình nè. Đó. Nó cho phép là hiện đường chạm tay nha các bạn. Nó quay lại cái chạm tay này luôn. Thì để xuất hiện cái con chuột, cái điểm chạm tay này thì mình cũng đã có một video hướng dẫn cho các bạn. Các bạn có thể lên trang của mình để xem lại, hoặc là mình sẽ để một cái đường link phía bên dưới phần mô tả để cho các bạn xem. Và ở trong cái mục này có cái mục là hình mờ bản quyền cá nhân nè. Đó. Ở cái mục hình mờ bản quyền cá nhân để ghi âm thì các bạn có thể chèn một cái logo lên cái màn hình của các bạn. Thì ở cái mục hình mờ bản quyền cá nhân để ghi âm thì các bạn có thể úp một cái hình logo của các bạn. Thì nó giúp cho các bạn có thể đánh dấu được cái chủ quyền, cái bản quyền khi các bạn úp video lên YouTube hay là cái gì đó. Nếu các bạn thích thì các bạn sử dụng cái tính năng này. Còn đây mình sẽ không sử dụng nha các bạn. Còn ở cái mục hình nền mờ. Hình nền mờ nè. Thì nếu như các bạn bật cái chức năng này lên thì nó sẽ có cái dòng chữ là cái logo của cái ứng dụng này trong cái video của bạn. Cái logo là DU Recorder nè. Mình khuyên các bạn nên tắt nó đi thì video của bạn nó sẽ hay hơn rất nhiều. Còn ở cái mục là tính năng đặc biệt thì đây là cái tính năng mà các bạn phải mua, các bạn mới có thể sử dụng được. Nếu mua thì các bạn phải mua là 278.000 một năm nha các bạn. Thì cái tính năng bút lông này giúp cho các bạn có thể vẽ vời trên video của bạn khi các bạn quay lại. Nó cũng khá là hay. Ok, thì trong phần setting của cái ứng dụng này thì mình đã giới thiệu sơ qua cho các bạn những cái mục quan trọng nhất rồi. Thì các bạn nên
cài đặt theo mình để quay được những video chất lượng cao mà dung lượng video nó rất là thấp và nét nữa. Ngoài ra cái ứng dụng Deal Recorder này nó còn cho phép các bạn chỉnh sửa video trên cái ứng dụng của nó, như là chỉnh sửa video nè, ghép video với ảnh nè, chuyển video sang dạng hình động GIF, hoặc là chuyển qua Wi-Fi, chỉnh sửa ảnh nữa nè và ghép hình ảnh. Đó, nó có rất là nhiều chức năng phải không nào? Ứng dụng vừa nhẹ quay video sắc nét mà còn rất chứa thêm những cái tính năng đặc biệt này nữa. Thật sự nó rất là hay phải không nào? Thì như vậy thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn rồi đấy. Nếu như các bạn thích video của mình thì hãy cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh của mình để xem nhiều video mới hàng ngày. Và chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn thành công.